Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình tin tức đó là phía chính phủ Ba Lan họ đã đề xuất ra một cái kế hoạch cũng là gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, nhưng mà lại đi một cái bước mà phía chính phủ Hoa Kỳ họ không có ngờ tới, đó là Ba Lan đó thưa quý vị, chọn một cái căn cứ quân sự ở Đức, và cái căn cứ quân sự này là thuộc về NATO, và họ sẽ gửi những cái chiến đấu cơ MiG-29 đến đó, và Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm, và rồi từ đó là muốn điều đi đâu qua Ukraine hay đi đâu Ba Lan họ sẽ không có biết đến nữa. Thì như quý vị thấy đó, là thực sự ra cái tình thế của Ba Lan từ năm 2015 đối với cái mối quan hệ với Nga đó đã xuống thấp nhất trong hơn mấy chục năm nay, là bởi vì chính phủ đương nhiệm của Ba Lan hiện nay là thuộc phe bảo thủ, thưa quý vị. Họ không có cái mối căng thẳng là từ năm 2015 cho đến bây giờ, họ không có muốn hòa hoãn với Nga nữa, và nằm kế bên Belarus, mà Belarus thì lại là một cái đàn em tay chân của phía Nga. Thì nếu như cái việc mà đúng như phía Hoa Kỳ muốn đó, là Hoa Kỳ muốn Ba Lan gửi nguyên cái hạm đội của họ thẳng từ Ba Lan bay đi qua Ukraine, thì như vậy chẳng khác nào Ba Lan bị Nga xem là một cái hành động chính thức tham gia vào cái cuộc chiến này. Ba Lan họ không muốn như vậy, thưa quý vị, cho nên là họ chọn cái căn cứ quân sự Ramstein. Thì và bên cạnh đó, phía Ba Lan họ cũng nói là khi mà họ điều động nguyên cái hạm đội MiG của họ đi như vậy đó, thì họ cũng đòi hỏi phía Hoa Kỳ cung cấp lại cho họ một cái hạm đội chiến đấu cơ F-16, mà phía Hoa Kỳ lại càng không muốn như thế nữa, thưa quý vị. Thì cái việc đó là phía Ba Lan họ nói như vậy, thực sự với trong cái tình cảnh mà những cái đợt mà pháo kích hiện nay vẫn đang diễn ra ở Ukraine đó, thì rất khó để mà tìm được một cái địa điểm để mà nguyên cái hạm đội họ bay đến rồi tập huấn vân vân, cho nên là họ nói là phải đưa đến một nơi mà có các quốc gia tiên tiến của phương Tây, đó là cho nên họ mới chọn cái căn cứ ở ngay tại Đức. Thì ở đó các binh sĩ của Ukraine trước đây đó cũng đã từng được tập huấn rồi, thưa quý vị, cho nên là họ thông thuộc cái địa hình ở đây. Thì phía Ba Lan họ giải thích như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết được là NATO từ ban đầu và cả Hoa Kỳ nữa, NATO kiên quyết cho biết là không có điều binh sĩ hay là chiến đấu cơ gì tham gia vào đây, rồi Hoa Kỳ ông Biden cũng sẽ không cử binh sĩ đến. Còn nếu như thật sự chấp nhận cái kế hoạch này của Ba Lan thì chả khác nào cho thấy là NATO và Hoa Kỳ chính thức tham gia vào cái cuộc chiến này, cho nên là không bên nào muốn cái tình cảnh như thế này cả, thưa quý vị. Và trong khi đó thì vào sáng ngày hôm nay, bà phó tổng thống Kamala Harris đã lên đường thứ nhất sang Ba Lan, thưa quý vị, và sau đó bà sẽ đến Romania. Thì đáng lý ra đó là bà sang Ba Lan thứ nhất để cảm ơn quốc gia này đã nhận hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine, và trước ngày hôm qua đó thì có lẽ như là bà vẫn muốn tiếp tục thuyết phục phía Ba Lan gửi chiến đấu cơ trực tiếp sang Ukraine. Nhưng mà nay với cái việc mà họ đưa ra cái kế hoạch như vậy và chính phủ Hoa Kỳ đã ngay lập tức bác bỏ rồi, thì bà Kamala Harris sẽ bị kẹt giữa cái vấn đề gây tranh cãi này là làm cách nào để mà thuyết phục Ba Lan nữa đây, khi mà họ đưa ra cái đường này là họ không có muốn dính líu gì nữa cả. Vấn đề chính ở đây đó là liệu rằng bà phó tổng thống Harris có đủ cái khả năng thuyết phục để nói chuyện với tổng thống Ba Lan hay không. Nếu như trường hợp dưới thời Obama thì mình có khá nhiều hy vọng, bởi vì dầu sao
ông phó tổng thống thời đó là Joe Biden, ông lại nằm trong ủy ban đối ngoại của Hoa Kỳ Thượng viện nữa. Cho nên đó là lý do mà cựu tổng thống Obama đưa ông vào cái ghế phó tổng thống để luôn luôn hỗ trợ, cố vấn cho ông về các chính sách đối ngoại. Nếu như trong trường hợp ông Joe Biden sẽ có nhiều cái cơ may để Joe Biden thuyết phục bên phía Ba Lan rồi các quốc gia khác nữa. Trong trường hợp này, vì thế sáng nay các phân tích gia họ nói đặt nhiều hy vọng vào bà Kamala Harris cũng hơi khó, vì cái sự tế nhị hiện nay với cái tình hình mà ai cũng biết đó, Ba Lan cũng quá ư là gần với Nga và có biên giới với Belarus, một quốc gia mà ông tổng thống độc tài hiện nay đó là làm bồi cho Nga, nói thẳng là như thế. Và vì vậy với cái đường biên giới với Belarus như thế này, Nga Ba Lan lo sợ nếu mà cho phép sử dụng căn cứ không quân ở Ba Lan sát với biên giới, mà khổ nỗi đó, một đường biên giới với Ba Lan là cái điểm biên giới quan trọng nhất hiện nay để mà có thể đưa vũ khí. Và thực sự thì Hoa Kỳ tuồn vũ khí vào trong thời gian qua là qua ngã Ba Lan, rồi hoặc là đi qua ngã Moldova hoặc Romania. Và đó là lý do bây giờ nếu mà không thuyết phục được Ba Lan thì bà Kamala Harris sẽ phải đến Romania. Theo dự trù, bà Harris sẽ hội kiến đầu tiên vào ngày mai, tức là trong vài tiếng nữa máy bay đang chuẩn bị đáp xuống Ba Lan, thưa quý vị, để gặp Tổng thống. Nếu mà không thuyết phục được đó, thì bà phải đi một hướng khác, đó là thuyết phục Romania. Sau khi nói chuyện với Tổng thống Ba Lan, mà không những như vậy nữa, bà còn được sự ủng hộ của ông Thủ tướng Trudeau của Canada. Như vậy là không chỉ riêng bà, mà ông Tổng thống Joe Biden cũng khéo léo lắm. Biết là người phó của mình không có dành về chính sách đối ngoại. Lẽ đương nhiên là ông nói chuyện rất nhiều với bà Harris trong thời gian qua. Bà cũng cố gắng học hỏi các kinh nghiệm này từ cố vấn với ngay cả Tổng thống Biden nữa. Nhưng mà có một người cạnh mình là Thủ tướng Trudeau tìm hiểu hơn, kinh nghiệm hơn thì cũng đỡ. Cho nên bà Kamala Harris sẽ có cuộc nói chuyện riêng với ông Trudeau ở tại Ba Lan luôn. Nếu trong trường hợp không thuyết phục được thì bà bay xuống, và nằm trong cái tiến trình làm việc ngày hôm nay của bà Phó Tổng thống, bà sẽ xuống Bucharest, thủ đô của Romania, nơi có đường biên giới khá rộng rãi với Ukraine ở phía Bắc. Và vì thế, nếu không thuyết phục được Ba Lan, bà sẽ tìm cách thuyết phục Romania, và liệu rằng Romania có đồng ý hay không. Thì trong thời gian qua, thực sự đó thưa quý vị, Romania cũng là một quốc gia chống Nga dữ dội lắm. Người dân Romania có nhiều người tị nạn sang Hoa Kỳ này trong cái thời có nhà lãnh đạo độc tài đó, và nhà lãnh đạo độc tài đó, Shevchenko đó, là đã từng làm việc chung với Nga dưới thời Liên bang Xô Viết, cho nên cái chuyện mà tiêu diệt những người thân Nga là điều cần thiết. Cho nên hy vọng nếu không được Ba Lan thì ít nhất cũng có Romania. Cho nên cái trở ngại gửi chiến đấu cơ, Hoa Kỳ đã đồng ý rồi, và ông Zelensky tổng thống rất cần chiến đấu cơ, nhưng mà vấn đề chính là liệu rằng cái việc đó có thành hiện thực hay không. Cho nên ngày hôm nay bà Harris đi trên một cái con đường khá là chông gai để thuyết phục các giới chức này, thưa quý vị. Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình ngày hôm nay có những cái tuyên bố, ông bày tỏ càng ngày càng quan ngại về cuộc chiến này. Giới phân tích đó thì sáng nay thì họ nói có lẽ như Tập Cận Bình bắt đầu tách rời, giữ khoảng cách với Nga rồi trước cái tuyên bố này. Bởi vì ngay cả ngày hôm qua khi ông Vương Nghị là ngoại trưởng của Trung Quốc đưa ra những câu trả lời với phóng viên đó, thì phóng viên hỏi chứ thế thì với chiến tranh này quan hệ giữa Nga và Trung Quốc như thế nào, thì ông nói quan hệ của chúng tôi vẫn vững như bàn thạch. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ông Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình lại tuyên bố bày tỏ rất quan ngại, và ông không muốn thấy cái cuộc chiến này leo thang hơn nữa trong thời gian tới. Mặc dù vẫn bày tỏ ủng hộ một mặt mà chống lại lệnh cấm vận, nhưng mà đồng thời Trung Quốc cũng kẹt ở giữa trước các lệnh cấm vận này.
Trung Quốc vẫn còn mua dầu của Nga mặc dầu không có nhiều, nhưng mà vấn đề chính đó là Trung Quốc phải trả bằng đồng đô la cho Nga để mà có được cái nguồn tiền tiếp tục cung cấp cho cái cuộc chiến hiện nay càng ngày càng tốn kém. Và người ta tin tưởng đó, kéo dài cuộc chiến thì Nga không thể chiến thắng được nữa. Kế hoạch của Nga là trong vòng 2 tuần, tức là ngày hôm nay là tuyên bố chiến thắng. Thế nhưng bây giờ Kharkiv cũng không vào được, mà ngay cả thủ đô Kiev cũng không vào được luôn. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.